mọi người vậy cũng được thôi. Đây này, cái video và cái video hôm trước mình đã update lại rồi. Ôi cái gì vậy? Mặt mặt thêm chút xích. Hai cục gì? Cục sức của ta đó. Yeah. Rồi ok. Ăn khoai. Ai coi 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 nè. Vì chỉ ăn một tô bé thôi. Nhưng mà đủ đợi. Ui giời ơi. Đợi xíu. Ê, quên lấy cái lửa. Ăn mì trên bên. Bao lần nữa. Nước quả không kích không? Xúc xích nhẹ anh em. Sẽ ăn nha. Quả rất ngon á. Anh em muốn thêm cây yêu và mình. Thì mình câu cho. Câu được công nghe ra được đồn rồi. Nhưng mà mất mất tiếp cả. Nhưng mà Dung sẽ cài lại câu con cá vào sáng. Một ngày tôi có thể câu. Trời ơi con có anh. Nhưng mà toàn cái này nữa. Nãy trộn mà chung bị vàng đủ tuế đó. Nhớ không? Không biết mà duyên quá. Nhìn thêm không? Mình ăn trễ quá chưa thèm. Uống nước. Cho nhiều uống nước lại. Mày hết nước rồi.
làm phương mẫu. Thì giờ xa xa cái tô lên. Thì mama này. Thì ra. Thì các bạn nhớ bấm Bảo Phúc và Squish Game mọi người đăng ký cho bạn đấy nhé. Bạn đấy sắp được 50 người đăng ký rồi, chỉ cần 10 người nữa thôi. Chỗ anh đang thích mấy người 6 phút lên rồi đúng không? Gần 7 phút luôn. Không biết có ai một xe một còi hết được không? Bốn bốn rồi. Chào các bác đi không? Nước.